Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khi rãnh áp thấp có trục vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ mờ dần, thì sự hội tụ gió trên cao được thiết lập. Hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời vẫn tiếp tục nhiều mây và hầu như là không khí dịu mát. Nhiệt độ cao nhất ngày chưa tăng cao, dao động trong khoảng từ 29-32 độ. Sau đó từ chiều tối nay, sự hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, thì mưa mới gia tăng trên toàn khu vực. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm trên đợt. Người dân cần đề phòng với tố lốc trong cơn dông cũng như nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi khi mưa còn kéo dài trong những ngày sau đó. Dự báo đợt mưa này ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 6. Xuôi xuống các tỉnh miền Trung, nằm ở phía nam dãy áp thấp, vì vậy mà khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Bình cũng chịu ảnh hưởng của dải mây dông phía Bắc, nên tình hình nắng nóng cũng đã suy giảm đi nhiều. Các tỉnh từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế, tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn, nhưng trời không quá gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 32-35 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, chỉ có mưa dông ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 33-36 độ. Ở phía Nam, trong ngày mai, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 31-34 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32-35 độ. Sau đó đến chiều tối, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn thì mưa dông sẽ xuất hiện ở một vài nơi, nhưng cục bộ vẫn có những điểm có mưa với lượng khá. Trong cơn mưa dông có thể kèm theo sấm sét và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, bão số 1 vừa tan đi thì trong tuần sau, trên Biển Đông được dự báo lại có thể xuất hiện thêm một cơn bão nữa. Cụ thể là theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, vào cuối tuần sau, khoảng từ ngày 11 tháng 6, trên khu vực giữa Biển Đông có thể hình thành một xoáy thuận nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 2. Về hướng di chuyển của bão, hiện trung tâm này đang đưa ra dự báo bão sau khi hình thành sẽ di chuyển lệch theo hướng Bắc để đổ bộ vào Trung Quốc. Tuy nhiên trên đây mới chỉ là dự báo xa nên độ chính xác vẫn còn chưa cao, vì vậy vẫn cần phải theo dõi thêm để có thể khẳng định chính xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Còn sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, phía nam có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt.
chiều Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, Bắc Biển Đông. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.